Hà khóc trên xe BMW kép còn hơn cười trên xe đạp. 14 năm trước, người phụ nữ tên Mã Nhược đã gây bão trong chương trình hẹn hò của đài truyền hình Giang Tô Trung Quốc với lời tuyên bố này. Câu nói ngắn ngủi đã khiến cô bị gắn mác kẻ ham tiền và trở thành mục tiêu chỉ trích của cư dân mạng. Tuy nhiên, Mã Nhược cũng nhờ vậy mà có màn ra mắt thành công khi nhận về rất nhiều cơ hội làm người dẫn chương trình, ca sĩ và ra mắt album cùng tên. Ngay khi sự nghiệp đang lên như diều gặp gió thì vào tháng 10 năm 2023, có thông tin cho rằng cô lừa cưới lừa nhà. Mãi cho đến mới đây, Mã Nhược mới lên tiếng về những tin đồn chĩa vào mình. Cô đã đăng tải bài viết dài phản hồi về vấn đề này. Cô phủ nhận việc lừa đảo hôn nhân và nhà cửa, cho rằng mình mới là người bị hại. Mã Nhược cho biết cô kết hôn với Lưu vào cuối tháng 1 năm 2023 và bị bạo lực gia đình 7 lần chỉ trong 6 tháng sau khi kết hôn. Cô đã đệ đơn ly hôn vào tháng 9 năm ngoái. Trong quá trình đợi tòa xử lý đơn ly hôn, chồng cũ lại liên tục theo dõi, đe dọa, quấy rối và tung tin đồn không hay về cô trên mạng. Mới đây, Mã Nhược đã nhận được lệnh bảo hộ của tòa án. Mã Nhược viết: "Tôi không có hành vi lừa cưới hám tiền lấy nhà. Căn nhà mà Lưu nói tặng tôi thật ra vẫn chưa sang tên cho tôi. Ngược lại, tôi còn bán đi căn hộ, tài sản của tôi trước cưới để giúp anh ta trả nợ. Lưu lên mạng tố tôi ôm 270.000 bỏ chạy. Nhưng thật ra đó là phần tiền còn lại từ khoản tiền bán nhà giúp anh ta trả nợ. Cuộc hôn nhân chưa đầy một năm trời nhưng tôi lại là người chi tiền cho chính gia đình, bao gồm cả việc giúp anh ta trả khoản nợ trước khi cưới. Tổng cộng 1,6 triệu nhân dân tệ, hơn 5,5 tỷ đồng. Tôi sẽ không từ bỏ quyền lợi hợp pháp của mình. Những thứ không thuộc về tôi thì đương nhiên tôi cũng không cần." Ngoài ra, các phương tiện truyền thông khác cũng theo dõi vụ lùm xùm xung quanh Mã Nhược. Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, Lưu, chồng cũ của Mã Nhược cho biết anh đã gặp cô gái BMW kép sau khi xem buổi phát sóng trực tiếp của cô và lần tặng quà giá trị nhất qua kênh livestream là 20.000 nhân dân tệ, khoảng gần 70 triệu đồng. Anh ta thậm chí còn ly hôn với vợ cũ để cưới Mã Nhược, đồng thời ký thỏa thuận tặng một căn nhà ở Thượng Hải cho cô. Trước Tết Trung Thu năm 2023, anh vay tiền và chuyển cho cô 274.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 953 triệu đồng, nhưng sau khi nhận tiền xong, anh đã bị cô chặn mọi phương thức liên lạc. Hiện cư dân mạng vẫn chờ động thái tiếp theo của Mã Nhược cũng như thông tin thật sự về những lời mà cô phân trần trong bài đăng.